Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị phát triển hệ thống kinh doanh thực phẩm an toàn. Hội nghị này nhằm chia sẻ thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong công tác phát triển hệ thống kinh doanh thực phẩm an toàn, thảo luận về các giải pháp phát triển hệ thống kinh doanh thực phẩm an toàn, hoàn thiện chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm, giải pháp công nghệ số, giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong các hệ thống cơ sở kinh doanh thực phẩm. Bộ Công Thương cho biết, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 17 CTTU về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Theo đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã xây dựng kế hoạch số 13 KH-BCSD ngày 28 tháng 3 năm 2023 về việc triển khai chỉ thị số 17 CTTU của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Theo đó, vụ thị trường trong nước được giao các nhiệm vụ đẩy mạnh công tác truyền thông, tổ chức tập huấn về bảo đảm an toàn thực phẩm trong khâu phân phối, kết nối thực phẩm an toàn vào hệ thống phân phối, thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm lồng ghép trong các nội dung công tác thường xuyên, nhiệm vụ được giao, như cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bình ổn thị trường, đề án đổi mới phương thức kinh doanh nông sản, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cũng thông qua công tác phát triển bền vững hệ thống phân phối thực phẩm an toàn, các cơ quan quản lý đã nhận diện rõ hơn mức độ nhu cầu sản xuất sạch và tiêu dùng sản phẩm sạch là rất cấp thiết. Các tiến bộ khoa học công nghệ và thông tin đã cho phép nhận dạng, phân tích, truy xuất nguồn gốc, giám sát các cơ sở sản xuất, công cụ hỗ trợ người tiêu dùng nhận biết thực phẩm an toàn phát triển rất nhanh.